gần 5.000 m² đất ruộng ở sát chân cầu ORB 28A thuộc km 130+173 cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đều phải bỏ hoang vì bị sạt lở, bồi lấp nghiêm trọng, không thể canh tác. Các hộ dân và chính quyền địa phương đều khẳng định chính việc xây cầu trên tuyến cao tốc đã gây ra tình trạng sạt lở, sa bồi thủy phá và kiến nghị chủ đầu tư phải xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Người dân mong muốn được bồi thường, thu hồi toàn bộ diện tích đất không thể canh tác hoặc hỗ trợ cải tạo lại đất để sản xuất. Nếu không cải tạo được thì bố trí quỹ đất nông nghiệp khác để người dân canh tác.